Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà, vị trí đang kinh doanh buôn bán của chú anh chị. Một bên là mở tiệm tóc và một bên là đang buôn bán về quán cơm ha. Và hiện tại thì Ngũ Hoàng đang có mặt tại vị trí đường Lê Đình Cẩn này của chú anh chị. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Đó, khúc ở đây là khúc giữa đường tỉnh lộ 10 giao với lại cái đường Lê Đình Cẩn này của chú anh chị ha. Mình để trái thì mình đi về bên chợ mình chị Đông Cũ nè, để phải thì mình đi về bên khu Tinh Lửa ha. Để trái thì đi về quận 6 của chú anh chị, về Bà Hôm, về quận 6 nè, rồi về Mã Lò nè, rồi về rất là nhiều đường luôn. Ở ngay chỗ cái cell phone này của chú anh chị, ở vị trí ngôi nhà mà Ngũ Hoàng sắp review là đang được cho thuê, có thu nhập ổn định nha cô chú anh chị. Một bên là mở tiệm tóc và một bên là mở quán cơm ha. Với cái con đường nhựa trước nhà là đường rộng 8m nha cô chú anh chị, đường trải nhựa, đường rộng 8m, thuộc một sẹt của đường Lê Đình Cẩn thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân ha. Hiện tại thì Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để chạy tới cái vị trí ngôi nhà để cho cô chú anh chị mình xem. Nếu cô chú anh chị nào mà mình có ưng ý hoặc là quan tâm cái ngôi nhà này á, thì mình có thể liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0799 211 363 và 0937 559 757 để Ngũ Hoàng sẽ qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem, hẹn chủ tới. Tại vì có chủ thì người thuê người ta mới cho vào xem nhà nha cô chú anh chị. Tại vì nhà là hiện tại là đang cho thuê của chú anh chị ha, cho thuê 2 căn luôn. Với cái bề ngang của nhà mình là 8m và chiều dài là 14m, tổng diện tích đất sử dụng lên tới 112m² đất. Nhà mình là nhà hẻm thông nha cô chú anh chị, thông từ một sẹt của đường Lê Đình Cẩn thông ra mặt tiền đường của đường chiến lược luôn cô chú anh chị ha. Nhà thì gần ngay chỗ chợ Lê Đình Cẩn, rồi gần khu Tinh Lửa. Hẻm này là hẻm 116 nè quý vị. Hẻm này là cũng đi thông ra vị trí mặt tiền đường của đường chiến lược nè. Còn cái hẻm 361 ở bên trên nè, 111 ra. Hẻm này thì sẽ thông ra mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10 của chúng chị nha. Hẻm 130 này cũng vậy nè, cũng sẽ thông ra mặt tiền đường của đường chiến lược. Ở ngay chỗ quán cà phê nè của chúng chị, ở này thông ra mặt tiền đường đường chiến lược luôn. Ở đây rất là nhiều cái con hẻm đi thông luôn, nó thông tứ tung luôn của chú chị. Và đặc biệt á, ở khu ở đây á, là khu gần chợ nên buôn bán rất là nhiều. Và ở đây thì gần ngay chỗ khu công nghiệp Bông Trang nè, ở Bông Trang, ở ngay chỗ quốc lộ 1A của chú chị, rất là gần ha, từ đây ra là Bông Trang rất là gần nè. Rồi khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũng khá là gần. Cái này mình đi thẳng lên một tí nữa là mình sẽ gặp ngay chỗ chợ Lê Đình Cẩn luôn của chú chị. Hướng đi thẳng lên một tí nữa thôi là của chú chị mình sẽ gặp ngay chợ nha. Còn nhà mình thì đem thuộc con hẻm 184 đường Lê Đình Cẩn, quẹo phải vào ha. Đối diện cái con hẻm của mình là có một cái bách hóa xanh ở đầu đường nè. Đây bách hóa xanh này nè. Đó, bách hóa xanh này xong rồi cô chú anh chị mình sẽ để phải ở đây. Hẻm này thì nó có độ rộng là 8m cho cô chú anh chị. Khu vực xung quanh đây thì xây dãy nhà cao tầng rất là nhiều nha. Xây nhà một trệt 3 lầu không cô chú anh chị ha. Tổng cộng là 4,5 tấm đó cô chú anh chị. Và đường này cũng rất là rộng luôn, đường này rộng 8m thật của chú chị. Mặt tiền này hiện tại là đang kinh doanh buôn bán rất là nhiều nha. Và cái vị trí ngôi nhà của mình cũng là hiện tại là đang kinh doanh buôn bán về tiệm tóc. Và quán cơm nha của chú chị. Đây, căn của mình đây ha, ngang 8m ha, bề ngang 8m, đầu đuôi đều là 8m nha. Rồi chiều dài thì là 14m ha, tổng diện tích đất của sử dụng của cái khu này luôn đó là 112m² đất nha.
căn của mình là căn góc nha cô chú anh chị, căn góc nên sẽ có cái con hẻm ở bên hông nữa nè. Con hẻm bên hông này thì nó có độ rộng là 5m nè, và đây cái chiều dài là nó trải dài vô tới đằng sau luôn ha. Và mình là căn góc nên mình sử dụng được cái mình sử dụng được bên sau luôn, và phía sau thì cũng có chỗ một cái cánh cửa nè. Ban công thì được đua ra bên ngoài nha cô chú chị, đua ra khoảng có chừng là 1m ha. Họ làm cái ban công ở bên trên lầu 1 nè. Ngang 8 và 14 nhưng mà chủ xây dựng là chỉ có 5 14 thôi, còn 3 14 là chủ đang làm nhà cấp 4 nha, và hiện tại thì đang cho thuê ở bển. Ở bên kia là đang bán quán cơm nha cô chú anh chị. Còn 5 14 này thì hiện tại là đang cho thuê là tiệm tóc nè. Thì mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng để bán cái ngang 5 và ngang 8 dài 14 này là 6 tỷ 700 triệu nha. 6 tỷ 700 triệu là cô chú anh chị mình sẽ có một cái ngôi nhà một trệt một lầu được xây dựng ngang 5, ngang 5m và dài là 14m, và một căn nhà cấp 4 ngang 3 dài 14 ha. Và hiện tại thì đang cho thuê bán quán cơm nha. Đó thì vị trí đây, vị trí đường trước của mình đây. Đường này là đường rộng 8m nha cô chú anh chị. Đường này cô chú anh chị mình có thể hai làn xe hơi xe tải đồ ra vào thoải mái ha. Với lại đặc biệt cái căn của mình căn góc nên cô chú anh chị mình về mình có thể đậu xe ở khu vực bên hông nhà mình vẫn được nha. Ở nhà mình chỗ cửa bên hông rất là nhiều nè. Ở một căn cho thuê và một căn cho thuê tiệm hớt tóc và một căn cho thuê bán quán cơm ha. Con hẻm này là hẻm thông luôn nè, mình đi vô cuối hẻm mình thông luôn nha cô chú anh chị. 6 tỷ 700 triệu nha cô chú anh chị ha. Đây đường trước nhà đây, cái hướng này là cái hướng để mình đi về bên mặt tiền đường của đường Lê Đình Cẩn ha. Để phải thì mình đi về bên ngay chỗ chợ Lê Đình Cẩn, để trái thì mình đi về bên mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10 ha. Ở khu vực xung quanh đây, ở khu vực xung quanh này của chú chị, một căn nhà cấp 4 và một căn nhà một trệt một lầu nha. Rồi thì cô chú anh chị nào mà quan tâm cái ngôi nhà này thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng ha, để mình qua mình xem nhà ha. Ưng ý thì gặp trực tiếp chính chủ để mình trao đổi về cái giá cả. Và hiện tại ngôi nhà của mình đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha, thuộc đông tứ trạch luôn quý anh chị. Rồi Nguyễn Hoàng xin chào.